Hôm nay mình đi Đông Hang Rào, của Giang Delivery kìa. Mua hàng mình có thời gian á, có thời gian nên là mua hàng online. Cái này là mình mua hàng pick up, tính tiền tiền phí người ta chở tới. Cái chóp này của ông Ân. Đấy, xong rồi mình chỉ lên cái frame với là mình lên cái. Đấy. Bây giờ là mình sẽ bán mấy cái bát sắt này vào đây. Mấy cái bát này là mình đã đo bằng thước hết rồi. Mình một cái cột như vậy vì là mình sẽ một cái cột như vậy thì mình sẽ đóng ba cái bát, nghĩa là trên một cây, giữa một cây và dưới một cây, cái ngang á, cái gỗ ngang. Cái bát này bằng sắt rất là cứng, mình bán bằng cái bằng hơi, súng hơi này bán cái bát nó nhỏ nên là mình dùng súng kia, súng bắn đến kia, nhưng súng này này bán cho chuyên cái này thì nó nhỏ, nó gòn, nó hơi nó mần lắm. Nó búa này nó rất là mần, mình hơi nó mần lắm, bắn rất là sướng, gòn. Đồ của ông Ân mà. Mình bán hai cái rồi, giờ cho mình bán cái dưới cùng nữa. Như vậy là một cái cột, như vậy là một hướng, như vậy là ba cái bát. Bán để giữ cái rồi xong cái là mình bán gỗ vào. Mình đã bán mấy cái bát xong rồi, bây giờ mình đang lên cái frame này, lên cái mấy cái khay ngang và mình bán mấy cái gỗ sau. Đây. Mình bán mấy cái frame này trước. Mình bán mấy cái ngang trước. Mấy cái dọc mình từ từ, mấy cái bát này mình bán xong rồi. Đây, mấy cái bát này kìa. Mấy cái bát sắt này này. Bán bằng đinh rồi, đông bán xung hơi đinh. Hết rồi, bán xong rồi. Rồi mình đang lên mấy cái frame. Xem thì mình lên đang lên mấy cây à? Xem thì mình cũng bắn có mấy bát, mình có ba cái đin, hai bên hai cái, dưới cái nữa. Tiếp tục cái fan gỗ mình đã bán xong rồi, fan mình đã bán xong rồi, bây giờ mình sẽ lên gỗ. Mình lên gỗ thì hàng rào thì có hai dạng, một dạng thì bịt kín, một dạng thì là đóng so le. Nhưng nhìn đóng mình đóng em bây giờ mình đang đóng nó đóng kiểu so le. So le là nghĩa là hai tấm nó hở, tấm đằng sau kia bịt lại. Đây, giống so le là cái từ từ mình sẽ chỉ cho mình quay mình. Đây, gỗ mình đã đưa lên sàn rồi. Mình là dừng lên đó rồi là vô lò chiến đấu thôi. Mình đi làm hàng rào mấy lần rồi, mình mà thấy mấy ông kia cũng là nói chung là làm tập có kinh nghiệm hết rồi, mà chỉ là mình làm một mình nữa, mấy ông kia ông vắt cho mình rồi, ông để lại cho mình rồi. Đấy, ông đi rồi, ông đi làm, ông nhận ông nhờ mình làm, ông đi làm nhà khác rồi. Đó, mình là mình dừng vậy á, mình dừng vậy là mình lấy cho nhanh, làm gì cũng có cái mèo hết đó, vác đó là chiến đấu thôi. Mình đóng là mình đóng theo kiểu này này, khi mình đóng là kiểu được kiểu so le này này, thấy cái kiểu này nghĩa là đứng bên này những bên kia nhìn cũng thấy cứ vậy ạ. Đấy, kiểu mình đóng là kiểu vậy, kiểu mình đóng là đóng kiểu này. Đấy, bịt lại đóng hai bên đấy, đóng hai bên
còn bên kia thì đóng nó kiểu khác, bên kia thì là đóng đằng mặt sau nên là bịt lại. Đó, đây là mình đóng bên này, mình sẽ đóng kiểu này, kiểu mình đóng với người ta là đóng kiểu này. Còn cái kiểu này là cái kiểu mặt sau, nó là mặt sau là bịt lại, người ta cho gió nó vô nữa mà. Đó, đó như vậy, bịt lại, bịt kín luôn, bịt kín luôn. Đó, bịt kín lại, kiểu thì gió nó không vô được, mình đóng nó đóng kiểu kia, gió nó vô được. Mình đứng thế này là mình nhìn thấy được nhà người ta này, đứng xiên vậy, đấy đứng nhìn xiên vậy thôi, chỉ được nhìn xiên này thì nhìn được này, nhìn xiên như thế này thì nhìn nhà người ta được, còn mình nhìn mà nhìn thẳng thế này là không nhìn được nhà người ta, đấy mình nhìn xiên thì thấy nhà người ta đó. Còn mình mà nhìn thẳng như thế này trực diện luôn là không thấy. Đó, xiên vào thì nhìn thấy trực diện là không thấy. Đóng kiểu này thì so le thì nó đẹp hơn. Thôi bây giờ mình tiếp tục chiến đấu. Mình mới đóng xong một nửa, bán xong một nửa. Còn cái khung đó là mình chừa lại để mình mang đồ qua bên hướng bên kia mình bán. Chứ đóng hết thì không có đường. Thế mình làm mình chừa lại. Mình bán bên kia xong rồi là mình quay lại mình đóng bên này sẽ xong. Đó. Khi nào cũng vậy hết ạ. Mình mua đồ sang cái gì mà xong rồi đó, xong một bên rồi đó. Giăng dây kệ chỉ đó. Ngày mai đóng tiếp. Nhìn thẳng hàng luôn. Không nói nhưng mà cây nào hàng nào cây nào ra cái đó. Thẳng tăng. Ở mặt bên kia mình bán rồi. Đó, mặt bên kia là mặt của vườn của mình nhỉ. Vườn của chủ nhà thuê mình. Còn bên này thì là cái mặt bên này là mặt của cái bên á, nên mình quay bên này bán. Vì hiện tại là nó có từng song này. Bây giờ mình sẽ đặt vào đây. Mình bán bịt lại. Đấy ạ. Bên này không thấy bên kia không thấy bên nọ. Mình nhìn nghiêng mới thấy thôi. Đấy, mình đang nói như thế này. Đấy, mình sẽ bán như thế này. Bịt lại. Sao lẽ á. Ôi, bây giờ mình tiến hành bán. Gỗ là mình đã dừng lên hết rồi. Mình đã xếp up rồi, vô là chiến đấu thôi. Vô là ra xong thôi, nhấn gòn thôi. Ok hết rồi. Tranh thủ làm sớm phải sớm. Đây, sau một ngày rưỡi thì mình đã đóng xong. Đấy, cái kiểu nó đóng là vậy. Sao lai vậy. Bây giờ đi về, 1 giờ rồi. Đóng cái này bên nhà người ta nhìn không thấy. Đó, đóng cái này nhà người ta không thấy được. Đấy, nhà người ta là không thấy này. Nhìn xiên mới thấy được. Đấy. Xuyên đóng thẳng nha. Cái này thì đóng năm ngoái rồi, năm ngoái ông kia đóng à. Con hoa con vàng nó bổ không ăn. Đấy. Đi về. Chiều chủ nhật, à trưa chủ nhật. Rồi xin chào mọi người, mình đi về đây.